Một số người dân tại Việt Nam cho rằng câu trả lời của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile về vụ phơi vây cá mập là thiếu thuyết phục, thậm chí mang tính bao che, trí trá cho qua chuyện, trong khi vụ bê bối đã làm lộ ra nhiều tiêu cực và gây hổ thẹn cho người Việt Nam. Trong thông cáo phát đi ngày 23 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cho biết vây cá mập vơi trên mái nhà văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile là được thân nhân của một cán bộ, thuộc văn phòng mua tại chợ dân sinh ở trung tâm thủ đô Santiago de Chile để sử dụng trong gia đình. Thông báo đưa ra một ngày sau khi báo chí Việt Nam đăng lại thông tin trên tờ báo Chile El Mostrador cùng loạt ảnh cho thấy có nhiều vây cá mập được phơi trên mái nhà của văn phòng thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Tờ báo Chile cho biết phát hiện trên xuất phát từ tố giác của cư dân về mùi tanh hôi bốc ra từ khu vực Đại sứ quán. Nguồn tin này dẫn lời cư dân nói, số vây cá trên đã được phơi từ ngày 13 tháng 1 với số lượng nhỏ, sau đó tăng dần lên, ước tính ít nhất là 100 vây cá trong vòng 5 ngày. Trước những chỉ trích của dư luận quốc tế và trong nước, ngày 22 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại Chile phải giải trình sự việc trước ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, thông cáo đưa ra vào ngày 23 tháng 1 của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã không thuyết phục được công luận tại Việt Nam. Một cư dân tại Hà Nội, bà Bích Phượng nói. Họ trả lời như thế là họ thiếu tôn trọng chính bản thân họ. Một, hoặc là họ không hiểu biết về pháp luật. Hai là đây là một sự chính xác, gọi là nói chính xác cho qua chuyện. Nhất là những người mà làm công tác ngoại giao là họ phải hiểu. đây là họ phải hiểu về tính chất là phong tục quán là sự quyền của cái người để phương sở tại này. Thứ hai là luật quốc tế. Việc mua bán và tiêu thụ vây cá mập đã bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới vì mối đe dọa hủy diệt cân bằng hệ sinh thái biển. Nhưng các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam lại xem vây cá mập là một trong những món ăn cao cấp có công dụng tốt cho sức khỏe. Những người săn vây cá mập thường cắt vây rồi thả cá xuống biển cá bị các vây thường chết vì mất máu hoặc chết đuối. Chính vì vậy, bà Bích Phượng cho rằng không có lời bào chữa nào có thể biện minh cho hành động của người đã gây ra vụ bê bối ở Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Cô ừ, hãy mang gọi ra, thì đấy là một sự phỉ mà khi mà anh đại diện cho một quốc gia mà anh lại thiếu hiểu biết về luật pháp và thiếu cả lương tâm của xã hội anh luôn. Từ Sài Gòn, blogger Phạm Lê Vương Cát nhận định đây chỉ là một trong nhiều vụ cho thấy bản năng thiếu tôn trọng pháp luật của các giới chức Việt Nam khi ở nước ngoài. Ông Cát nói, có một số vụ việc gần đây nó, nó phản ánh rằng rõ ràng là bên phía ngoại giao họ cũng đang có những cái vấn đề thiếu sự tôn trọng đối với cái pháp luật nước sở tại. À, chẳng hạn như uh, mới đây nhất, cái vụ nổi tiếng nhất là cái vụ mà uh, bắt tóc cấp dịch trưởng thanh hoặc là một một số vụ việc người Việt ở ở, ở, ở Nhật hàng nàng và đã sứ quán uh, cũng có những cái hoạt động không rõ ràng trong minh bạch trong cái việc mà để mà xin visa. Cả blogger Phạm Lê Vương Cát lẫn bà Bích Phượng đều cho rằng vụ bê bối cho thấy phần nào tiêu cực trong công tác cán bộ, không chỉ tại Bộ Ngoại giao mà ở tất cả các cơ quan công quyền của Việt Nam. Qua những cái việc mà uh, quan chức ngoại giao ở nước sở tại mà vi phạm pháp luật của cái nước đó thì chúng ta có thể đánh giá được về cái cái phẩm chất và cái năng lực của họ. Trong đó nó sẽ tồn tại nhiều cái vấn đề tiêu cực trong việc bổ nhiệm trong những cái uh, viên chức ngoại giao. Vụ bê bối được dư luận cho là một bằng chứng khẳng định thêm về lời đồn đầu tư đi sứ của các viên chức ngoại giao. Chuyện mà họ đi làm công tác ngoại giao đó là một cái thương vụ mà họ bỏ vốn ra thì giờ họ phải tận dụng tất cả mọi thứ, cái hành động để kiếm lời để mà bù lại cho họ nhé. Theo tường thuật của báo Chile, vụ phơi vây cá mập tại Đại sứ quán Việt Nam đã gây sốc cho cộng đồng khoa học tại Chile và quốc tế. Quốc gia Nam Mỹ này đã cấm buôn bán và tiêu thụ vây cá mập từ năm 2011. Thông tin trên báo chí, phía Việt Nam nói đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Chile để xác minh làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Tuy nhiên, blogger Phạm Lê Vương Cát dự báo quy chế miễn trừ ngoại giao sẽ được áp dụng trong trường hợp tìm ra người vi phạm, mặc dù điều này không thể cải thiện được hình ảnh đã bị bôi nhọ của Việt Nam. Còn bà Bích Phương thì nói rồi cũng sẽ trí trá cho qua như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà thôi. Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng dịp cuối tuần khi có thông tin nói văn phòng thương mại thuộc Đại sứ quán Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà, gây hồi thối và dẫn đến phản ứng của cư dân xung quanh. Nhà chức trách ở Hà Nội chưa khẳng định hay phủ nhận vụ việc tính đến chiều tối ngày 22 tháng 1. Báo điện tử El Mastrado và kênh truyền hình Mega lần lượt loan tin hôm 19 và 20 tháng 1 rằng nơi vụ việc bị phát hiện nằm tại số 2897 đường Eleodoro Yanes với hàng trăm vây cá mập được phơi từ ngày 13 tháng 1 cho đến khi bản tin được đăng tải. Cư dân xung quanh đã chụp ảnh lại làm bằng chứng. Báo El Mostrado đã cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam và nối điện thoại được với một vài người không muốn nêu danh tính, Báo nói những người đó không phủ nhận sự tồn tại của các vi cá và cúp máy. Theo tường thuật của hai cơ quan báo chí kể trên, vụ việc đã gây sốc đối với cộng đồng các nhà khoa học trong nước Chile cũng như quốc tế vì nó bị phát hiện trùng với dịp diễn ra một hội nghị về tương lai của trái đất là hội nghị khoa học quan trọng nhất tại Nam Mỹ. Tại hội nghị này, bà Sylvia Earle, một trong những chuyên gia bảo vệ môi trường được kính trọng nhất thế giới, thuyết trình về hiểm họa diệt chủng đối với cá mập hệ quả tới sự mất cân bằng của biển. Vụ phát hiện cũng được cho là có thể gây ra vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Chile vì theo tờ báo của đất nước Nam Mỹ, phái bộ của Việt Nam đã dựa vào quyền bất khả xâm phạm để phạm tội hình sự hoặc mua bán sản phẩm của tội phạm. Tờ báo dẫn lời các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Chile cho hay Đại sứ quán Việt Nam đã không trả lời điện thoại trong hơn một tháng nay, nguồn tin nói hiện không có đại sứ Việt Nam ở đó, đại diện có thẩm quyền của phái bộ Việt Nam lúc này là người đứng đầu bộ phận thương mại. Sau khi tin tức trên báo chí Chile được người sử dụng mạng xã hội Việt Nam chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, một số báo Việt Nam đã liên lạc với Bộ ngoại giao và Bộ công thương để có thêm thông tin. Trang tin Zing News cho hay, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết mới nắm được thông tin vào ngày 22 tháng 1 và ngay sau đó ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ xử lý. Bộ trưởng đã yêu cầu vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ chỉ đạo thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo giải trình về sự việc và báo cáo cho Bộ trưởng gấp. Bộ trưởng Công Thương đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc, cũng như làm việc với nhà chức trách Chile để giải quyết xử lý sự việc theo đúng quy định luật pháp của nước sở tại. Về phía Bộ Ngoại giao, theo báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao hôm 22 tháng 1, cho biết bộ này đang trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile để làm rõ thông tin. Bà Vân nói thêm hiện tại còn quá sớm để nhận định thông tin đó là đúng hay sai. Nữ phó vụ trưởng nói rằng kết quả xác minh thông tin phụ thuộc vào quá trình điều tra của nước bạn. Theo bà Vân, trong lúc chưa có thông tin cuối cùng từ nhà chức trách Chile, cần phải rất cẩn trọng về việc cung cấp thông tin khi những thông tin chưa kiểm chứng bởi nó có liên quan tới hình ảnh của Việt Nam một nhóm người Việt đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và đang bị điều tra vì bị tình nghi trộm cắp hàng hóa tại nhiều cửa hàng ở Đài Loan. Bản tin hôm 21 tháng 1 của tờ Taiwan News cho biết, nhóm người gồm 3 phụ nữ và một người đàn ông đã giả dạng làm du khách để thực hiện ý đồ. Tờ báo dẫn nguồn tin cảnh sát từng thuật rằng, bà phụ nữ giả vờ vào cửa hàng mua sắm, trong khi người đàn ông đi theo, xách theo túi để đựng đồ đánh cắp. Nhờ túi làm bằng giấy bạc, máy kiểm tra an ninh không phát hiện được các món hàng bên trong. Vụ việc bị phanh phui hôm 15 tháng 1, sau khi một cửa hàng ở nhà ga chính ở Đài Bắc trong lúc kiểm kê hàng tồn kho, phát hiện họ đã mất 107 món hàng và lập tức thông báo với cảnh sát. Dựa trên các đoạn video do camera an ninh ghi lại, cảnh sát kết luận rằng một nhóm du khách người Việt đã ghé vào cửa hàng hôm 12 tháng 1 là thủ phạm. Cảnh sát Đài Loan sau đó phát hiện rằng nhóm này cũng đến một cửa hàng khác mua sắm vào ngày hôm sau, 13 tháng 1. Chủ cửa hàng báo cho nhà chức trách biết họ đã mất 295 món hàng. Tiếp theo đó, một cửa hàng ở đây trung báo 332 món hàng của họ đã không cánh mà bay, cũng sau khi nhóm 4 người Việt ghé vào cửa hàng của họ. Với sự giúp đỡ của một văn phòng du lịch đường Nanginist, kinh sát truy ra tung tích của nhóm du khách người Việt. Trong mạng tin tức Đài Loan tiếng Anh cho biết, cả 4 người đều bị bắt giữ và câu lưu. Theo nguồn tin này, thì các nghi can hình như biết là họ bị theo dõi, cho nên đã tìm cách rời khỏi Đài Loan bằng cách đổi vé để về nước sớm hơn lịch trình cảnh sát lục soát các căn phòng khách sạn của họ và phát hiện 14 vali chất đầy hàng trộm cắp, trị giá ước lượng lên tới 1 triệu đô la Đài Loan. Số tăng vật này, tương đương với hơn 30.000 đô la Mỹ, đã bị tịch thu. Việc một số người Việt trộm cắp ở nước ngoài, nhất là ở Nhật Bản, trong thời gian qua đã gây chú ý. Một số siêu thị ở Nhật Bản và Đài Loan treo những bảng bằng tiếng Việt, cảnh cáo chế niên trộm cắp. Người sử dụng các trang mạng xã hội ở Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ của họ, nói rằng những hành động phạm pháp đó đã khiến hình ảnh người Việt Nam trở nên xấu xí và khiến họ cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi ra nước ngoài. Trang nhật ký yêu nước viết, chúng ta đang dần trở thành một dân tộc ăn trộm nổi tiếng khắp thế giới, khơi lên nhiều phản ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ với các vụ trộm cắp do người Việt thực hiện ở nước ngoài là làm mất thể diện quốc gia, mất mặt với bạn bè quốc tế và khiến họ ngần ngại không dám nhận mình là người Việt khi đi ra nước ngoài. Một tòa án ở Hà Nội hôm 22 tháng 1 đã kết án một cựu ủy viên Bộ Chính trị 13 năm tù và một quan chức ngành năng lượng tù trung thân vì phạm tội tham ô và cố ý làm trái, theo báo chí nhà nước. Đại tướng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cũng là chính trị gia cấp cao nhất từng bị xét xử trong nhiều thập kỷ. Nhận án tù 13 năm do cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVC, thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVN, nhận án trung thân cho cả tội tham ô lẫn cố ý làm trái. Trước phiên tòa ít lâu, Đức nói các đặc vụ Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Việt Nam phủ nhận cáo buộc đó, nói rằng ông Thanh đã tự thú. Vụ này đã làm căng thẳng quan hệ hai nước. Cùng bị kết án với hai ông Thăng, Thanh hôm 22 tháng 1 là 20 bị cáo khác cũng vi phạm pháp luật trong một dự án nhiệt điện của PVN gây thiệt hại 111 tỷ đồng, tương đương với 5 triệu đô la. Bức án dành cho những người này là từ án treo cho đến 22 năm tù giam. Dự kiến sẽ còn các phiên xét xử khác trong năm nay, một phần của chiến dịch do đảng Cộng sản chỉ đạo nhắm vào các sai phạm và quản lý yếu kém. Ngoài vụ án được đưa ra xét xử hôm 22 tháng 1, cả hai ông Thăng Thanh đều bị truy tố các vụ tham nhũng khác nữa. Một số nhà bình luận cho rằng, hoạt động trấn áp này còn có động cơ chính trị mà theo họ là nhắm vào những người thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi lực lượng an ninh bảo thủ của Việt Nam gia tăng ảnh hưởng từ năm 2016, sau một cuộc đấu quyền lực trong đảng, các phóng viên nước ngoài không được vào phòng xử án và cũng không được theo dõi gián tiếp qua đường truyền video ở một phòng khác như các phóng viên Việt Nam. Ở bên ngoài tòa án hơn 100 người Việt Nam tụ tập khi tòa tuyên án, một viên chức nhà nước nghỉ hưu nói ở bên ngoài tòa rằng bản án thể hiện sự nghiêm minh đúng mức. Người đã về hưu có tên là Hoàng Đình Thanh 70 tuổi nói: "Tôi nghĩ đó là bản án công bằng, đất nước cần phải chống tham nhũng." Một số người tỏ ý thông cảm với ông Thăng vì những việc tốt ông đã làm cho đất nước. Bà Hoàng Thị Hà, một chủ cửa hàng 42 tuổi nói, Tôi hiểu là những người mắc sai phạm phải bị trừng phạt, nhưng ông Thăng đã làm nhiều việc tốt cho đất nước. Tôi từng mong ông ấy được khoan hồng vì ông ấy có công. Án tù dành cho ông ấy hơi nặng. Giáo sư Jonathan London, giảng viên đại học Leiden ở Hà Lan, cũng là một chuyên gia về Việt Nam, nói cần có thêm các cải cách và quyết tâm của chính quyền Cộng sản để triệt tận gốc nạn tham nhũng. Ông nói tuy những bản án tù như thế này có thể gây chấn động, nhưng lịch sử ở các nước khác cho thấy, về lâu về dài, tốt nhất là chống tham nhũng không phải là bằng hình phạt. Thay vào đó, theo ông, đó chính là cải cách, thể chế và mức độ cam kết về minh bạch mà công chúng Việt Nam lâu nay vẫn kêu gọi, trong khi đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Việt Nam lâu nay vẫn chưa sẵn sàng áp dụng. Đây cũng là quan điểm mà cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất chia sẻ với VOA trong một cuộc phỏng vấn về phiên tòa xét xử các ông Thanh, Thanh. Blogger chuyên bình luận về chính trị xã hội Việt Nam nói Muốn chống tham nhũng thực sự, muốn hạn chế thiệt đề những tham nhũng thì phải xây dựng một hệ chế thật sự dân chủ, thật sự minh bạch, tâm quyền con ngọc. Độc lập tư pháp, báo chí phải, phải tự do. Mặc dù vậy, ông Nhất cũng đưa ra quan điểm có tính thực tiễn là để đạt những điều đó ở Việt Nam, phải phấn đấu dần dần. Ông nói việc thanh trừng đưa ra khỏi bộ máy những kẻ ăn tàn phá hại mà nhà chức trách Việt Nam đã đang làm trong hơn một năm rưỡi trở lại đây là việc cần thiết trong quá trình đó. Ông đưa ra hình ảnh ẩn dụ là muốn thiết kế lại, trang hoàng lại một cái nhà. Việc cần làm trước hết là dọn rác rưởi ra khỏi cái nhà đó. Cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam đã từng tập trung vào hai ngành ngân hàng và năng lượng, nhưng gần đây đã mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản và đảng bộ các tỉnh. Bên cạnh vụ án vừa kết thúc xét xử hôm 22 tháng 1, ông Đinh La Thăng còn bị truy tố về vai trò trong việc PVN mua cổ phần trị giá 36 triệu đô la của ngân hàng Ocean Bank. PVN đã mất sạch khoản đầu tư này. Dự kiến phiên xét xử liên quan đến vụ Ocean Bank sẽ diễn ra trong những tháng tới. Ông Trịnh Xuân Thanh sẽ sớm ra tòa trở lại hôm 24 tháng 1 trong một vụ án khác với cáo buộc tham ô hơn 600.000 đô la từ một dự án bất động sản.